trang giấy trắng nhật ký anh lưu sau đây những thói quen em mỗi ngày. Hay hơn ghen giận dỗi trên lối đi trên đường về khi em rất say anh ngồi đây. Vì điều anh sợ nhất lạc mất em nơi đông người, quen nắm tay em mất rồi. Vì điều em thắc mắc câu hỏi yêu anh thế nào, anh yêu ít thôi nhưng dài lâu. Ít thôi nhé không nhiều, vì từng chiều thường hay đưa đón, đón em đến tương lai dễ thương như hiện tại. Ít thôi nhé em hỡi để hiểu thói quen nhau, để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhiệm màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều, vì anh đã hứa, hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé em hỡi mới biết lúc xa nhau, chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua thật mau. Yêu ít thôi nhưng mà dài lâu nha các chị nha. Cùng chia sẻ mạnh mẽ và để lại một like cho Sao Băng và Nhật Lệ được không các chị ơi? Hello toàn thể cô chú anh chị đang xem live stream ạ. Và chúc toàn thể cô chú anh chị sẽ có một buổi tối nghe nhạc thật vui vẻ ạ. Tới giờ vàng nghe nhạc dạ, cảm ơn Trang Đỗ nha. Thả tim cho các chế đi ạ. Nhớ để lại một like và một chia sẻ để tránh tình trạng chúng ta bị ẩn comment nha các chị nha. Mai này trang giấy trắng nhật ký anh lưu sau đây những thói quen em mỗi ngày. Hay hơn ghen giận dỗi ghen lối đi trên đường về khi anh rất say em ngồi đây. Vì điều anh sợ nhất lạc mất em nơi đông người, quen nắm tay anh mất rồi. Vì điều em thắc mắc câu hỏi yêu em thế nào, anh yêu ít thôi nhưng dài lâu. Ít thôi nhé không nhiều, vì tình chiều thường hay đưa đón, đón em đến tương lai dễ thương như hiện tại. Ít thôi nhé anh hỡi để hiểu thói quen nhau, để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhiệm màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều, vì anh đã hứa, sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé anh hỡi để hiểu thói quen nhau, chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua thật mau. Ít thôi nhé không nhiều, vì từng chiều thường hay đưa đón, đón em đến tương lai dễ thương như hiện tại. Ít thôi nhé anh hỡi để hiểu thói quen nhau, để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhiệm màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều, vì anh đã hứa, hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé anh hỡi mới biết lúc xa nhau, chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua thật mau. Hà Loan ơi để lại số điện thoại giúp em nhé. Ok, hai trong nắng nhung ánh để lại số điện thoại giúp em nào. Hello chị Thu Hà, hôm nay xong được gì chưa ạ? Hello tất cả anh chị ạ. Yeah, các anh chị ơi để lại cho em một cái like nè, một cái chia sẻ, ít nhất là một chia sẻ cho Sao Băng và Nhật Lệ có thêm động lực để hát hay hơn được không ạ? Và cứ yêu cầu cái bài hát mà các chị thích đi để Sao Băng và Nhật Lệ nếu biết hát là hát ngay dành tặng các chị luôn, không ngần ngại gì đâu ạ. Anh chị đừng quên để lại những comment yêu thương dành cho hai chị em nhé anh chị nhé. Ok, cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Vừa rồi các anh chị vừa nghe qua một bài rất là hot và hầu như là cái các anh chị yêu cầu rất là nhiều về cái bài hát này. Cái bài hát mang tên là Ít nhưng dài lâu. Và một bài hát tiếp theo thì các anh chị cũng yêu cầu không kém luôn. Đó là bài hát mang tên Xem Như Em Chẳng May, nhưng mà Sao Băng và Nhật Lệ đổi lại thành là Xem Như Em Vẫn May. Em có may đi. Xem như chúng em có may khi gặp được anh chị đúng không ạ? Đúng rồi, rất là may mắn gặp được anh chị là một cái duyên đó các anh chị. Cho nên là để lại một like và một chia sẻ giúp em nhé, để cho chúng ta không bị ẩn comment. Tụi em sẽ nhìn thấy các anh chị đang nói gì và các anh chị yêu cầu bài hát gì. Và các chị mua hàng cứ để lại số điện thoại giúp em nhé. Người hôm qua em thấy là ai đây? Sao anh lại chết lặng như vậy? Một giờ đêm sau anh còn chưa nhắn tin về, em cứ mãi ngẩn ngơ chờ anh. Tại sao yêu đến thế lại gian dối, con tim em vỡ tan mất rồi.
Tự dưng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời. Chưa buông tay anh thấy áo mới ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Dại khờ thua ấy khi đan bàn tay, yêu thương trao hết chi dư lại đây thân cây. Xem như lệ trắng mai, nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa. Vượng cười khi biết anh là người giữa hai người, còn lại gì cho nhớ ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa. Em không muốn về. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Ôi hôm nay các chị chia sẻ hơi chậm đúng không? Các chị ơi nhớ đừng quên chia sẻ cho Sa Văn và Nhật Lệ nha các anh chị nha. Lên con số 4 rồi cùng lên con số 5 nữa được không ạ? Cảm ơn tình cảm của các anh chị rất là nhiều. Tụi em ngồi đây hát và mang một cái tấm lòng cảm ơn với toàn thể các anh chị đã bớt chút thời gian quý báu của mình cùng xem tụi em like, chia sẻ và dành tặng những lời yêu thương cho tụi em có thêm động lực ạ. Cảm ơn các anh chị nhiều lắm. Chỉ biết lời gửi lời cảm ơn đến anh chị thôi ạ. Hello chị Trang Nguyên. Tại sao yêu đến thế lại gian dối? Tại sao con tim em vỡ tan mất rồi? Từng chừng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay anh thay áo mới. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Dại khờ thua ấy khi đan bàn tay, yêu thương trao hết chi giữ lại đây thân gầy. Xem như em chẳng may, xem như em chẳng may. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa, ngượng cười khi biết em là người xưa. Hai người còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa. Em không muốn nghe. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Dại khờ thua ấy khi đan bàn tay, yêu thương trao hết chi giữ lại đây thân gầy. Xem như em chẳng may, nỗi buồn em giấu sau lỡ màn mưa, gượng cười khi biết em là người giữa. Hai người còn lại gì cho nhớ ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa. Em không muốn. Các anh chị chia sẻ thật là mạnh mẽ cho em nhé. 4.000 các anh chị cho em mỗi người một cái like thôi được không ạ? Chỉ cần một cái like thôi. Đó, và thêm kèm thêm nhiều lần chia sẻ giúp tụi em mới được không ạ? Thả tim. Bắn 1.000 trái tim sang cho anh chị đi ạ. Thả tim và một nụ hôn môi xa nữa. Lên nào anh Hoàng ơi. Một cái bài này nữa mà các anh chị yêu cầu cũng rất là nhiều luôn. Nhưng mà tụi em cũng mới tập đây thôi. Không biết là nó ra làm sao. Gọi là ăn sổi đấy ạ, đúng không ạ? Cái này thì chắc lại hát vững hơn vậy. Lại chơi trước nha. Chơi luôn okay. Đi ạ. Hoa tàn, tình tàn. Cảm ơn anh Lê Tấn nha. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Wow. Cặp đôi tỉ mũi hát hay quá. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Thắng nha. Thank you anh Triệu nha. Người lạ thoáng qua, ok. Em chẳng thấy bầu trời trong xanh, em chẳng thấy tiếng chim trong lành. Như là giấc mơ mộng qua đây, em cất tất cả vào trong trái tim để dành. Yêu vội vã để rồi ra đi, anh không nói nhưng em biết rồi. Sau lời nói anh còn yêu em là những dối lừa, anh đâu muốn em bên cạnh. Hoa trên giấy không xương hoa vẫn nở, thương ai rồi dù chắc chờ vẫn thương. Yêu anh quá nên em đành nuông chiều, cứ xa bờ và mong anh hiểu thấu. Chắc có lẽ em đã sai lầm, thương một người dù người ta đâu có thương. Là hoa in trên giấy, tình không tan là tình thay trong mây.
sẻ và mỗi người một like cho tụi em được nó vượt hơn con số này luôn được không ạ? Nó lên vài 10 ngón tay đi anh chị. Có được không ạ? Cảm ơn Nguyễn Loan nhá, tóc này xinh à, giữ nhá. Thank you Hà Huyền nhá. Yêu vội vã để rồi ra đi, anh không nói nhưng em biết rồi. Em biết rồi đấy. Sau lời nói anh còn yêu em là những dối lừa, anh đâu muốn em bên cạnh. Hoa trên giấy không xương hoa vẫn nở, thương ai rồi dù chắc chờ vẫn thương. Yêu anh quá nên em đành nuông chiều, cố ra vờ và mong anh hiểu thấu. Chắc có lẽ em đã sai lầm, thương một người dù người ta đâu có thương. Hoa không tàn là hoa in trên giấy, tình không tan là tình thấy trong mơ. Hoa trên giấy không xương hoa vẫn nở, thương ai rồi dù chắc chờ vẫn thương. Yêu anh quá nên em đành nuông chiều, cố xa vờ và mong anh hiểu thấu. Chắc có lẽ em đã sai lầm, thương một người dù người ta đâu có thương. Hoa không tàn là hoa in trên giấy, tình không tan là tình thấy trong mơ. Dung thưa anh chị ơi, hoa nở không màu à. Con số quá tuyệt vời anh chị ơi, cảm ơn anh chị nha. Các chị ơi, các chị yêu cầu bài hát thì các chị cứ để lại comment nha. Và nhớ kèm thêm một cái lượt like và một lượt chia sẻ để tránh cái tình trạng chúng ta bị ẩn comment nha các anh chị nha. Hello, hello chị Bọc. Cảm ơn Vũ Song Huyền, cảm ơn tất cả các anh chị. Có nhiều khi các chị để lại comment tụi em đọc không kịp quá, thì các chị comment lại lần nữa cho tụi em nhìn thấy nha. Tại vì nhanh quá, nó chạy nhanh tụi em không nhìn theo kịp luôn á. Ước gì mình có cái con mắt mà nhìn nhanh nhanh. Ước gì là có tầm 5 người ở đây nữa để thay phiên nhau hai chị thay em để nhìn, chào nhìn anh chị. Đấy. Đôi khi là hai chị em không thể chào hết được anh chị ạ. Nên là anh chị thông cảm cho chúng em nhé. Và comment nào của anh chị của chúng em cũng đọc được và chúng em xin là ghi nhận anh chị ạ. Nhiều khi tụi em đọc được á, nhưng mà tụi em đang hát không có nói được, nhưng mà trong lòng tụi em vẫn biết các anh chị ghi nhận hết những tình cảm các anh chị luôn. Một bài hát mà các chị trong thời gian vừa qua yêu cầu rất là nhiều mà nhờ bí mật quên đi. Hát bí mật đi các chị đoán, các anh chị đoán là bài hát gì không ạ? Sao anh chỉ muốn thét lên rằng anh nhớ em, yêu đương thua ấy chỉ còn lại như cánh đồng hoang. Đơn côi sớm tối anh bây giờ như thế thôi, hoang mang trống vắng. Biết bao lần anh đã tự hỏi giờ người đâu đó, và còn khôn khó, và còn yêu em nồng nàn như thuở xưa. Giờ người đâu đó có thật hạnh phúc, có nghĩ về em dù là trong phút giây. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ. Giờ em bước đi, trách nhau được gì? Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ. Giờ ôm nỗi đau biệt ly. Tình yêu hôm qua, thật thà hay dở trá? Mà sau nỗi đau cứ theo anh về. Tình yêu hôm qua. Vô cùng hot đúng không ạ? Tuy là cũ nhưng mà nó hot đúng không anh chị? Đúng rồi, các anh chị yêu cầu rất là nhiều, các anh chị thích bài hát này lắm luôn, nên là tụi em đã cố gắng hát cho các chị nghe. Các chị đừng quên chia sẻ và để lại mỗi người một like mà cho tụi em nhé, để chúng ta comment, để chúng ta nhìn thấy nhau nè. Sao anh chỉ muốn hét lên rằng anh nhớ em, yêu đương thua ấy chỉ còn lại như cánh đồng hoang. Đơn côi sống tôi anh bây giờ như thế thôi, hoang mang trong vắng.
biết bao lần anh đã tự hỏi, giờ người đâu đó có còn khốn khó, có còn yêu anh nông nàn như thuở xưa. Giờ người đâu đó có thật hạnh phúc, có nghĩ về anh dù là trong phút giây. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ em bước đi tránh nhau được gì. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ nỗi đau biệt ly. Tình yêu hôm qua là thật hay dối trá, mà sao nỗi đau cứ theo nhau về. Tình yêu hôm qua giờ đã chưa sắc quá, lòng sao vẫn yêu người xa. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ em bước đi trách nhau được gì. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ ôm nỗi đau biệt ly. Tình yêu hôm qua là thật hay dối trá, mà sao nỗi đau cứ theo anh về. Tình yêu hôm qua giờ đã trôi sắp quá, lòng sao vẫn yêu người xa. Bài hát gì đây ạ? Các anh chị ơi, bài hát gì ạ? Cảm ơn Lam Vinh, cảm ơn tất cả các anh chị nha. Ngày nào cũng nghe không chán ạ. Cảm ơn anh chị nhá. Thật sự mới thấy mình may mắn lắm luôn ha. Quá may mắn luôn ạ. Tại vì trên cái xã hội này có rất là nhiều người hát hay hơn, xinh đẹp hơn và dịu dàng nói chuyện nó nết na thùy mị hơn. Nhưng mà tụi em vẫn được các anh chị yêu mến rất là nhiều và luôn luôn và ủng hộ tụi em. Đó là một cái niềm, một cái sự may mắn rất là lớn trong cuộc đời của tụi em luôn á các anh chị ơi. Rất là cảm ơn tình cảm các anh chị rất nhiều, chia sẻ rất là nhiều cho tụi em rồi nè. Mỗi người để lại cho em một cái cảm xúc, một cái like được không ạ? Để tránh cái tình trạng chúng ta chia sẻ mà chúng ta không like thì nó sẽ báo là spam. Spam xong cái nó kêu là mình nó chặn mình không được comment nữa. Cho nên các anh chị, trước khi mà các anh chị comment, các anh chị để lại cho em một cái like, một cái chia sẻ để cho các anh chị không bị báo spam, mà cũng còn là không bị ẩn cái comment, là chúng ta có thể nhìn thấy nhau rồi. Nha các anh chị nha, cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Em đang đọc bình luận của anh chị xem là anh chị yêu cầu bài gì đấy ạ. Các anh chị yêu cầu bài hát nhạc quá. Hoa đi. Công việc mình hát nhạc Hoa là Việt được không ạ? Một cái bài mà các anh chị rất là thích luôn, cái bài hát mang tên là trong phim Thần Điêu Đại Hiệp. Các anh chị biết bài đó là gì không ạ? Biết rồi chứ gì. Biết rồi mà giả bộ không biết đúng không? Bây giờ nào, các anh chị nào biết bài này nè, một bài hát mang tên Thiên Hạ Hữu Tình Nhân. Chơi luôn bài này đấy. Tại vì các anh chị yêu thích bài này lắm. Ok. Các anh chị yêu thích bài hát này đâu ạ? Em đừng đi, cái đó phải song ca Lam Lữ rồi. Cái chị ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Các anh chị đã chia sẻ và để lại những cái cảm xúc cho em rất là nhiều rồi nè. Bây giờ mình lên 4.000 cảm xúc được không? Lên 10.000 cảm xúc được không các anh chị ơi? Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Và một bài hát nữa đi, một bài hát nữa. Các anh chị yêu cầu là bài gì đây nè? Bài gì đây? Bài gì nhở? Sao bằng tóc đẹp thế? Cảm ơn Phương Hoàng. Bài gì? Vừa nãy anh chị yêu cầu bài Ai Chung Tình Được Mãi đấy. Ai Chung Tình Được Mãi. Bài đấy được không anh chị? Trời, cái bài đó hot lâu quá vậy ta. Vẫn còn hot so với anh chị đấy ạ. Liều thuốc cho trái tim. Cảm ơn anh hai nha. Cảm ơn anh chị. Thả tim cho chị Thiên Lý nha. Cảm ơn. Ok, lỡ hẹn với dòng sông Lam, hẹn anh chị một lúc nữa nhá. Giữa like anh chị nhá. Hôm nay khỏe rồi. Anh chị yêu cầu bài nào hát bài đấy luôn. Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không? Chơi với quang ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lõng? Đêm ơi đang ngủ trường, ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toan tính. Đôi khi em
dừng lại. Chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì, đau vì duyên mình đã sai. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày, mỗi lần. Sợ chạm vào nỗi nhớ vô bờ, gian gian dịu dịu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Từ thì anh thích một mình nhưng sợ cô đơn. Sợ cô đơn. Sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày, mỗi lần. Chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi anh, đâu ai chung tình được mãi. Chắc là có chúng em chung tình với anh chị đấy ạ. Ngày nào cũng lên phòng anh chị đúng không ạ? Đúng rồi, nhưng mà em biết cũng có một số các anh chị, rất là đa số các anh chị à, cũng rất là chung tình với tụi em, chung tình với Duy Trinh đúng không ạ? Nhớ đừng quên chia sẻ rực rỡ nha các chị ơi. Và để lại một like giúp cho em với Sao Băng và Nhật Lệ thêm phần động lực, sẽ có tinh thần hát hay hơn, hát sôi động hơn nữa nhé. Hôm nay hứa sẽ dành tặng cho anh chị cả quan họ, cả bài Lỡ Hẹn với Dòng Lam, ok không ạ? Hey! Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh thương một người không hề toàn tình. Đôi khi em dừng lại chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Không vì, đau vì xin mình đã sai. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày, mỗi lần. Sợ chạm vào nỗi nhớ vô bờ, gian gian dịu dịu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì em thích một mình nhưng sợ, sợ cô đơn. Sợ cô đơn. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi anh, khi muốn một mình nhưng lại sợ cô đơn. Sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày, mỗi lần. Sợ chạm vào nỗi nhớ vô bờ, gian gian dịu dịu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Từ thì băng thích một mình nhưng sợ căng đấy. Đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi anh, đâu ai chung tình được mãi. Nghĩ đi anh, đâu ai. Quá ok, cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Hôm nay mạng yếu hả anh chị? Em lâu quá. Thế mà chị vẫn ở đây là em cảm ơn chị rồi ạ. Cảm ơn anh chị rồi ạ. Con đường hạnh phúc đôi ta từng bước qua cũng đã đến lúc kết thúc anh à. Anh đã thay đổi, đã lừa dối tình cảm bấy lâu. Có lẽ thâm tâm anh chẳng muốn vậy đâu. Em thấy nhớ anh, nhớ vòng tay, nhớ khoảnh khắc từng đắm say. Nhớ những chiều mưa vui đùa dưới mái tranh đêm dịu bình yên. Thương anh nhiều lắm, thương tấm thân gầy mòn sơ xác tủi tàn. Thấy anh đớn đau, em đâu chịu đựng nổi. Hôm qua anh còn nơi đó, hôm nay anh về nơi.
cho em xin lỗi, chẳng thể bước đi cùng anh đi hết cuộc đời để xem mỗi lưng duyên liệu có an bài. Tình yêu không trọn vẹn nữa, em đem cất sâu vào tim, kiếp sau có duyên gặp lại em chẳng để lạc mất anh đâu. Cảm ơn tất cả anh chị, và nhớ đừng quên chia sẻ cho tụi em nhé các anh chị. Ai chưa like để lại một like giúp em và chia sẻ giúp tụi em nữa được không ạ? Chạy về nơi phía anh, ok. Hey, à, cảm ơn tình cảm của anh chị nhiều lắm luôn. Hello chị Ánh Tuyết, cô tặng con bài Dâu Quẻ ạ. À, ok bé Yên Kiều nha, chút xíu cô tặng cho con cùng với toàn thể các cô chú ở đây luôn ha. Tình anh cũng nhiều, anh chị yêu cầu quá. Anh chị cứ ở đây chờ anh chị nha, em sẽ hát hết ạ. Cố gắng hát hết thôi. Cảm ơn chị Hải Yến nha. Cảm ơn chị. Em thấy nhớ anh, nhớ vòng tay, nhớ khoảnh khắc từng đắm say, nhớ những chiều mưa vui đùa dưới mái tranh đêm dịu bình yên. Thương anh nhiều lắm, thương tấm thân gầy mòn sơ xác lũi tàn, thấy anh đớn đau em đâu chịu đựng nổi. Còn nơi đó hôm nay tan về nơi đâu, em chơi vơi giữa đêm thơ hỡi, thế gian sao lắm u sầu. Anh ấy là cả thế giới, là cả bầu trời tương lai, mãi này chẳng còn muốn ai cho em xin lỗi, chẳng thể bước đi cùng anh đi hết cuộc đời để xem mỗi lần duyên liệu có an bài. Tình yêu không trọn vẹn nữa, em đem cất sâu vào tim, kiếp sau có duyên gặp lại em chẳng để lạc mất anh đâu. Và anh còn nơi đó, hôm nay tan về nơi đâu, em chơi vơi giữa đêm thơ hỡi, thế gian sao lắm u sầu. Anh ấy là cả thế giới, là cả bầu trời tương lai, mai này chẳng còn một ai cho em xin lỗi, chẳng thể bước đi cùng anh đi hết cuộc đời để xem mỗi lần duyên liệu có an bài. Tình yêu không trọn vẹn nữa, em đem cất sâu vào tim, kiếp sau có duyên gặp lại em chẳng để lạc mất anh đâu. Không bao giờ để lạc mất anh chị đâu. Cảm ơn chị Phạm Hiền, cảm ơn chị Phượng Hoàng nha. Hello chị Lê Thị Nhâm, anh chị là thế giới rồi đấy ạ. Đúng không? Chị Huyền Vũ, chị Huyền Bơ, I love you. Tàu Anh Qua Núi, chào chị Thắng nha. Trời ơi, ngày nào chị cũng vào ủng hộ cho hai chị em. Cảm ơn anh chị. Tàu Anh Qua Núi. Đấy, các anh chị yêu cầu hát lỡ với lòng lam. À, bài đấy lâu, hình như là cũng khất anh chị mấy hôm rồi đấy. Hôm nay là phải trả bài cho anh chị rồi. Trả bài thôi. Cái gì lỡ hẹn với dòng lam, cái chị yêu em đây đúng chúng không? Ta lại về với xứ nghệ ạ, không phải à? Ôi sao nhớ không? Anh chị còn muốn nghe cả bài Quan Họ nữa cơ, nhưng mà anh chị cứ ở đây đi để em cảm ơn anh chị rất nhiều. Cảm ơn anh chị, em không cảm ơn từng anh chị được, nên là anh chị hãy thông cảm cho em được không ạ? Đương nhiên rồi, dễ thương thế thì phải thông cảm thôi. Dễ thương nhưng răng, mà thua cho băng. Răng mà không, chị dễ thương một cách khác, Lệ dễ thương một cách khác. Đứa nào cũng dễ thương hết. Dạ, đúng rồi. Vỗ tay nào các anh chị. Đấy, nãy giờ em hát quá trời mà các chị không khen em, các chị cứ khen Lệ. Em hát đau cả họng bài Sông Lam thế mà các chị không khen em một câu. Thương quá anh chị. Cảm ơn chị Minh Châu, cảm ơn anh chị. Ấy, ngồi tựa luôn không? Có đủ mệt không? Mệt không? Sao mệt được? Các chị yêu thích thế mà mệt sao mà được? Anh chị có muốn nghe luôn không ạ? Cho nó nóng không ạ? Anh chị chia sẻ nhiệt tình đi ạ. Để sau bài này Sa Băng sẽ gửi tặng anh chị một ca khúc. Này, Sa Băng nghĩ đi. Giờ nghĩ là đang máu là hát luôn Quan Họ đi cho anh chị nghe đi cho nó máu. Em cảm tính đó là nghĩ đi ai chung tình được mãi đúng không? Nghĩ đi bằng đâu ai chung tình được. Nó được rồi. Anh chị có muốn nghe bài đấy không ạ? Muốn lắm rồi. Em muốn nhìn thấy những comment của anh chị được không ạ? Ngồi đâu nhỉ? Ngồi đâu nhỉ? Anh chị ơi, đang tìm ngồi xem nó ngồi đâu rồi. Đây. Đi rằng thử. Giảm đi nửa đi. Máu lên anh chị.
tặng anh chị một ca khúc xứ Nghệ và một ca khúc quan họ Bắc Ninh đấy ạ. Anh chị thả tim ra chị em được không ạ? Hello anh Hoàng Jimmy. To quá không? Sơn 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 rằng là Sơn Thủy mấy mấy cái quả táo xuống bái sư hát bài này xem nào. chẳng có gì á, còn mấy quả táo thôi. Được không? Chẳng qua là các sợ anh chị khó ngủ đấy. Tâm linh. Tâm linh đúng không? Về quê kìa. Ok, sau bài này về quê luôn. Nhớ quê quá rồi, chuẩn bị về quê thôi anh chị. Thế ai ở đây hát với tôi. Trên thế gian bây giờ, tìm đâu bạn hữu tâm giao, bon chen với bao gian dối, vùi dập nhau cũng vì lợi danh. Nghèo người đời khinh chê, tiền sẽ mua đôi trắng thay đen, không biết đúng hay sai, bất chấp hơn thua mặc ai. Người đời vì lòng tham bán đi tình thân họ hàng, bần hàn khi giàu sang, quên hết lúc ân tình nặng mang. Tiền là con người tạo ra, mà cớ sao người chết vì tiền. Thế gian luôn đổi thay, vật chất chỉ là quá tay. Đô la nhà lâu sẽ sáng, nhắm mắt xuôi tay nằm sâu dưới nấm mồ. Kiếp người là tàn bụi hư vô, như ngọn đèn trước gió ai ngờ. Nhân sinh tiền bạc là phù du, vật chất tiêu tan giàu sang cũng lụi tàn. Sống sân si đời như ly không đáy, buông tay về trời đời bóng hóa. Mình của chị em hơi nè, đặng trí xíu. Giờ em lại cố gắng em nhìn hát nhìn lời coi. Như em nữ tính đúng không? Em thủy mỹ nết na. Thế mà không ai yêu. Biết thế không thủy mỹ nữa. Mai lại thành cá tính. Lòng tham bán đi tình thân họ hàng, bần hàn khi giàu sang, quên hết lúc ân tình nặng mang. Tiền là con người tạo ra,
mà cớ sao người chết vì tiền. Thế gian luôn đổi thay, vật chất chỉ là quá tay. Đô la nhà lâu sẽ sống, nhắm mắt dưới tay nằm sâu dưới nấm mồ. Kiếp người là cạn bụi hư vô, như ngọn đèn trước gió ai ngờ. Nhân sinh tiền bạc là phú dư, vật chất tiêu tan giàu sang cũng lối tàn. Sống sân gì đời như ly không đáy, buông tay về trời đời bao hoa hư không. Đô la nhà lâu sẽ sáng, nhắm mắt xuôi tay nằm sâu dưới nấm mồ. Kiếp người là cạn bụi hư vô, như ngọn đèn trước gió ai ngờ. Nhân sinh tiền bạc là phú dư, vật chất tiêu tan giàu sang cũng lụi tàn. Sống sân si đời như ly không đáy, buông tay về trời đời bóng hóa hư không. Sống sân si đời như ly không đáy, buông tay về trời đời bóng hóa không. Quá ý nghĩa đúng không anh chị? Nghe bài này là thấm đấy đúng không? Nghe xong mà hết dám sân si. Răn đe bản thân đúng không ạ? Đời là bao đâu đúng không ạ? Hãy yêu thương nhau đúng không ạ? Sân si tranh giành đấu đá với nhau cho cố vô rồi, khịa nhau cho cố vô xong. Bây rồi giờ là buông tay một cái là không còn gì. Bây giờ là không muốn sân si nữa thì thôi, chúng ta về với quê hương thôi, về với cha mẹ đúng không ạ? Có liên quan không anh chị? Không phải không muốn, không muốn tranh giành với đời nữa, không muốn bon chen với đời nữa, bon chen muốn nữa. Quay về với vòng tay yêu thương của cha của mẹ. Về đó có những món ăn mà nuôi lớn ta từng ngày, những món ăn là đã in đậm vào trong tiềm thức, chỉ cần nghe cái mùi thôi là đã thấy là nhớ quê hương rồi. Và sau đây sẽ là một sáng tác mang tên Về Quê qua tiếng hát của nữ ca sĩ Nhật Lệ. Các anh chị thấy sao băng dẫn chương trình một MC trên live giới thiệu về một bài hát rất là hay đúng không? Nghe mà sờn ra cả anh chị. Cứ tưởng nghe kể chuyện ma. Dưới đi, đấy. Dưới nữa. Rồi. Đây là một ca khúc rất hay của nhạc sĩ Phó Đức Phương anh chị nhá. Và em Lệ sẽ gửi cho anh chị bài hát này. Ca khúc Về Quê. Em về nhanh rồi hát với chị nhá. Cho mình xin tí echo đi. Đừng có về lâu quá. Chị không có ai hát cùng về, con lại về úp mặt vào sông quê đấy ạ. Úp ít thôi rồi quay lại hát. Theo em anh thì về, theo em anh thì về, thăm mi lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre ru khi chiều về. Ơi quê ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta đã trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu sương dại nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái xiêu, kia sáng ai nhớ sáng chi sáng mẹ. Chơi với dòng sông bên lờ bên bồi, bao nhiêu năm theo dòng đời đua trên, phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ. Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu, thiếu quê hương ta.
thấy cái hương của anh chị được không ạ? Băng về đâu? Mình về Bình Thuận. Ở Bình Thuận, anh chị về đâu anh chị ơi? Có ai cho em quá giang về Bình Thuận không? Yeah. Em về không phải là về sông quê úp mặt sông quê rồi đó. Em về úp mặt vào cái biển. À, biển. Theo em anh thì về, theo em anh thì về, thăm mi lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre ru khi chiều về. Dạ về Bắc Ninh à, Ninh Bình ạ. Hey! Ơi quê ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta đã trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu sương dại nắng, viên chờ nghèo lều tranh mái xiêu, kìa sáng ai nhớ sáng chi sáng mẹ. Chơi với dòng sông bên lờ bên bồi, bao nhiêu năm theo dòng đời đua trên phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ, nương qua câu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi sâu thiếu quê hương. Ta về đâu? Đường qua câu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu thiếu quê hương. Ta về đâu? Wow, quá nhiều anh chị ở tên là mọi miền tổ quốc đang xem đúng không ạ? Nào là Thái Bình, Ninh Bình, Tuyên Quang này, Hà Tĩnh này, Hà Nội, Quảng Ninh. Ôi em cảm ơn anh chị nhé. Có nhiều các anh chị là một năm mấy năm mới được về quê một lần. Đúng rồi, chắc là nhớ quê lắm đúng không anh chị? 63. Thật ra cái quê hương của mình có cái món ăn mà mình thấy ngon nhưng mà người ta không thấy ngon. Nhưng mà mình thấy ngon. Dạ, đúng rồi. Về ăn thôi. 99 là ở cái gì nhỉ? Ở đâu? 99 nghe quen nhỉ? Trời ơi, chị không có rành về cái số đúng không? Anh chị cho cả vùng đi anh chị, để bọn em học dần cái vùng của anh chị ấy. Để mai anh chị comment số ví dụ 75 hay là 99 hay là 29 gì đấy là nhìn phát biết ngay là anh chị ở đâu đúng không ạ? Như là em giới thiệu em là 18 anh chị ạ. Chị Bình Thuận là 86. 86 ok. Mình đang ở cái tỉnh là 61 đấy. Dạ, Quảng Ninh 14 phải không ạ? Về 88. Món gì đó băng. Trời ơi, về Bình Thuận này nhà có bánh canh, bánh canh chả cá, bánh căng nè, bánh căng là ở chỗ khác kêu bằng bánh khọt á, nhưng giống giống chứ không giống lắm. Dạ. Bánh xèo, hải sản nè, trời ơi. Biển mà cũng có hải sản giống bên em đúng không? Chị thích ăn canh chua, canh chua. Cái gì mà nó chua chua ngọt ngọt, khoái, không biết tại sao. Ở quê em thì hot là phở Nam Định và đặc sản là cũng là hải sản đấy anh chị, ở biển mà đúng không ạ? Anh chị chắc cũng nhiều anh chị ở đây ở biển đúng không ạ? 99 Bắc Ninh à, đúng rồi, Bắc Ninh. Về số nhiều quá đó, vậy. Thấy chưa anh không rồi. Không nhìn kịp luôn. Phú Thọ 19 à? Thấy không? Trời ơi làm sao tôi biết được, tôi chỉ có biết mỗi mình cái tỉnh tôi với cái tỉnh tôi đang ở này này. 49 thành phố Đà Lạt. Trời ơi anh chị tương tác với bọn em quá, anh chị 19 Phú Thọ đúng rồi. Dạ 23 Hà Giang, chào anh chị, chào tất cả anh chị. Trời ơi bây giờ mới làm biết sao mà người ta làm cái ngành nghề gì người ta mới biết được hết chứ hả? Chứ không thể biết hết được. Em chỉ biết mỗi sao tỉnh em này được. Sao em biết cái tỉnh em đang ở đúng này rồi, lân cận. À, em biết Sài Gòn nữa này. Biết Đồng Nai này. Dạ. À, biết Bình Phước nữa. Tại vì có cái đứa Bình Phước nó đang ở nó đang ở trong đây này. Nói chung là mình chỉ biết những cái thành phố lân cận mình ở thôi đúng không ạ? Còn những nơi khác thì chắc là anh chị phải giới thiệu cho chúng em, để chúng em ghi nhớ dần dần đúng không ạ? Dạ cảm ơn anh chị đã comment quê hương của mình ở đây ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Thế nhưng toàn miền Bắc ấy anh chị nhỉ? Lệ nhiều miền Bắc lệ nhỉ hả lệ nhỉ okay.
Về Vĩnh Phúc đi, trời anh chị cứ có lòng là có bọn em có dịp là bọn em về chơi đấy ạ. 14 Hạ Long bay á chà. Hạ Long à? Đợi đấy. Đúng rồi, chúng em chuẩn bị ra Hạ Long đấy. Sắp là tấn công Hạ Long rồi đấy. Chuẩn bị team DC là Hạ Long đấy chứ. Tiến về Hạ Long rồi đấy. Chế có gì chế giới thiệu nhá. Thằng thà sếp nói là mấy ngày nữa đi, sếp báo mình đi mình đến. Giờ hóng à. Báo trước mà không báo ngày nào, cái ngày nào cũng nôn hết. Mua sẵn nét đầu rồi mà chưa được đi ạ. Sắm đồ đi biển luôn. Hồi sắm đồ đấy đi. Nhưng mà chắc là ngoài Bắc cũng đang dịch, thế là cũng còn phải hoãn anh chị. 38 Hà Tĩnh, 19 Phú Thọ, 37 Nghệ An. À, có anh chị Nghệ An ở đây, là vừa nãy mình hát bài xứ Nghệ quá, ngại quá. Đấy. Không sao đâu, tại vì giống như là mình yêu thích tỉnh cái mà hát, đúng không rồi. Chưa mình được yêu... đạt thì mình cũng vui lắm đấy chứ. Vui. Được hát nhưng mà... một ca khúc của quê hương khác là mình cũng hãnh diện đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi mà đâu phải hát dở đâu, hát hay nữa, đúng không? Các anh chị hát hay nữa. Cảm ơn anh chị trong buổi tối hôm nay thật là tuyệt vời đấy ạ. Vui lắm các anh chị ơi, hát xong rồi rất là vui. Nhưng mà buổi tiệc nào cũng sẽ có lúc tàn dạ. Cho nên là bây giờ là Sao Băng và Nhật Lệ chắc phải nói là chia tay với các anh chị rồi. Hẹn và gặp lại các anh chị lần sau nha. Nếu mà các chị thích Sao Băng và Nhật Lệ hát với nhau nhiều nữa thì cứ comment đi. Comment nhiều. Cái sếp ơi, thế là mọi người thích Sao Băng Nhật Lệ hát rồi. Cho chúng nó hát nhiều thêm. Rồi anh chị cứ comment đi, đó tí nữa về bọn em tắt like là bọn em vẫn đọc lại comment đấy, của anh chị. Đọc hết và đây. Thả tim cho anh chị đấy. Anh chị đừng lo là bọn em quên anh chị nhá. À các anh chị nhớ lên YouTube, cái kênh YouTube Sao Băng Singer, xem em hát cày view cho em với nha. Và nhớ để lại comment để em biết là các anh chị đã tới thăm em rồi, chứ không em không biết các anh chị tới thăm em đâu. Các anh chị có thể là lên fanpage của Facebook Nhật Lệ hoặc là Sa Băng, SHA cái tên của em nha. Các anh chị sẽ tìm ra tên tụi em, các anh chị có thể vào like, share cũng như là comment để tụi em biết là các chị đã tới thăm em nha. Cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh chị sẽ có một giấc ngủ ngon nhé. Cảm ơn anh chị.